Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời quý vị cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Mauricio Pochettino ra quyết định không tưởng với MU. Paul Pogba mới chính là người đâm sau lưng Man United. Solskjaer là vấn đề của Man United chứ không phải Paul Pogba. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Mbappe muốn đến Old Trafford. Theo truyền thông Anh, Kylian Mbappe được cho là đã nói với bạn bè rằng muốn gia nhập MU. Trong buổi phỏng vấn với Transfer Window Podcast, chuyên gia Duncan Caslett cũng nói về điều này. Những câu lạc bộ mà Mbappe đặc biệt quan tâm gồm có Real Madrid, Barca và Liverpool. Đó đều là những câu lạc bộ đang gặp vấn đề tài chính. Cậu ấy cũng nói với bạn bè rằng cậu ấy thích MU, Caslett chia sẻ. Mbappe được cho có thể rời PSG ngay trong hè năm sau. Nhưng để sở hữu cầu thủ trẻ từng vô địch World Cup này, các câu lạc bộ, trong đó có MU, sẽ phải chi ra số tiền không dưới 100 triệu bảng. MU, Man City tranh đấu vì họng pháo 100 triệu. Theo Daily Mail, Manchester United và Manchester City đang là hai đội bóng tại ngoại hạng Anh quan tâm đặc biệt đến tài năng trẻ Erling Haaland. Ngôi sao người Na Uy đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Dortmund ở mùa giải này. Sau 8 lần ra sân tại Bundesliga, Haaland đã có cho mình 10 bàn thắng cùng 2 kiến tạo. Với phong độ ấn tượng, mức phí chuyển nhượng của Haaland cũng được cho là không hề nhỏ, khoảng 100 triệu bảng. Man United đã đàm phán với Villarreal. Ole Gunnar Solskjaer đang rất muốn cải thiện hàng thủ của mình vào tháng riêng tới. Man United đang muốn liên kết với một số hậu vệ, nổi lên là Deus Upamecano của RB Leipzig. Tuy nhiên, Caslett nói rằng Solskjaer muốn có một trung vệ thuận chân trái để đá cặp với Harry Maguire và Pau Torres của Villarreal là cái tên phù hợp. Solskjaer, như anh ấy muốn vào mùa hè năm 2020, đang tìm kiếm và yêu cầu một trung vệ thuận chân trái để cố gắng cải thiện khả năng phòng ngự của Man United, cố gắng bù đắp cho những vấn đề rõ ràng của Harry Maguire. Caslett cho biết, tôi có thể nói với bạn rằng đã có những cuộc đàm phán của Man United với Villarreal về một thỏa thuận dành cho Pau Torres, tuyển thủ Tây Ban Nha, năm nay 23 tuổi, ký hợp đồng với câu lạc bộ cho đến năm 2024 vào năm ngoái. Cậu ấy được Barcelona yêu thích nhưng mức giá lại ngoài tầm với của Barcelona, trừ khi họ bán đi một ai đó. Bởi vì hợp đồng của Pau Torres bao gồm điều khoản giải phóng 50 triệu euro với 25 triệu euro điều khoản phụ nữa. Pau Torres thuận chân trái, đó là điều mà Man United đang tìm kiếm ở vị trí trung vệ. Cậu ấy còn trẻ, điều mà họ thích và về lý thuyết, cậu ấy sẵn sàng vào thẳng đội 1. Điều thú vị là các cuộc thảo luận của MU với Villarreal, tôi được biết, có liên quan đến việc dùng Marco Rojo như một phần của thỏa thuận. Đó là một bước đi táo bạo khi Rojo đã không chơi một trận nào cho MU trong một thời gian dài và bị loại khỏi đội hình tham dự Champions League của họ. Và Rojo sẽ hết hợp đồng vào mùa hè năm 2021. Bị loại khỏi Champions League, MU khỏi mơ Deus Upamecano. Mặc dù RB Leipzig sẵn sàng để ngôi sao được định giá 60 triệu euro rời đi, song theo nguồn tin từ The Atlantic, đội chủ sân Old Trafford đang gặp khó trong thương vụ này khi họ đánh mất cơ hội thi đấu tại Champions League. Ước tính, quy đỏ sẽ thâm hụt khoảng 50 triệu bảng do phải xuống chơi ở Europa League. Chính vì thế, họ phải rời kế hoạch chiêu mộ ngôi sao 22 tuổi sang tận kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau, thời điểm ngân sách câu lạc bộ đã ổn định trở lại. Mauricio Pochettino ra quyết định không tưởng với MU. Báo chí Anh Quốc khẳng định, ban lãnh đạo Man United vẫn đặt trọn niềm tin vào Solskjaer. Chính vì thế, điều này có thể khiến Pochettino cảm thấy thất vọng. Thế nhưng, nguồn tin từ tờ Daily Mail xác nhận, Pochettino vẫn còn để mắt đến tình hình ở Man United. Do đó, nếu Solskjaer cuối cùng bị sa thải, ông sẽ sẵn sàng lên thay thế. Khi ấy, Man United cũng dễ dàng tìm được người phù hợp thay Solskjaer. Rõ ràng, Pochettino rất muốn dẫn dắt Man United. Hiện tại có thể chưa phải là thời điểm thích hợp, nhưng trong tương lai sẽ không bất ngờ nếu Pochettino ngồi ghế nóng Old Trafford. MU tranh ký Ben White. Ben White vừa lọt vào danh sách mục tiêu của MU để cải thiện chất lượng hàng thủ có quá nhiều vấn đề thời gian qua. MU xem việc mua Ben White mang ý nghĩa quan trọng để cạnh tranh vị trí trong nhóm đầu Premier League cũng như đua tranh Europa League. Mùa trước, Ben White đóng góp lớn giúp Leeds trở lại sân chơi ngoại hạng Anh. Hiện anh là trụ cột trong đội hình Brighton. Để có chữ ký của trung vệ 23 tuổi người Anh, MU phải cạnh tranh quyết liệt với hai đối thủ đến từ thành London là Chelsea và Tottenham. Paul Pogba mới chính là người đâm sau lưng Man United. Ngay trước thềm trận đấu quyết định số phận của MU tại Champions League 2020-21, siêu còi Mino Raiola đã ra tuyên bố chấn động. Đại diện của Pogba khẳng định số 6 không hạnh phúc tại Old Trafford và muốn ra đi. Sau phát ngôn khó tin của Raiola, Pogba chỉ được huấn luyện viên Solskjaer điền tên vào danh sách dự bị ở chuyến hành quân đến Đức chạm trán RB Leipzig. Chung cuộc, MU bại trận với tỷ số 2-3 và ngậm ngùi sớm dừng bước ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Theo nguồn tin từ chuyên gia bóng đá Christian Fox, chính Pogba là người đã gây áp lực lên Raiola. Express dẫn thông tin tiền vệ người Pháp muốn rời Old Trafford và đã yêu cầu siêu cò tìm kiếm cho mình một câu lạc bộ mới. Nếu Raiola không làm được, Pogba thậm chí có thể thay đổi đại diện. Trước sức ép từ tiền vệ người Pháp, Raiola đã lập tức hành động quyết liệt, bất chấp United đang tập trung cho trận cầu then chốt. Trong thông điệp gửi đi, Raiola nói luôn Pogba không có ý định gia hạn hợp đồng với Quỷ Đỏ. Giao kèo giữa hai bên sẽ đáo hạn vào mùa hè năm 2022 và Raiola cảnh báo nửa đỏ thành Manchester có thể mất anh mà không thu về đồng nào. Raiola tin rằng giải pháp tốt nhất là MU bán Pogba vào hè năm sau. Juventus muốn có Pogba, MU được khuyên nên đổi lấy hai cầu thủ. Kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021 chuẩn bị mở cửa và thêm một lần nữa, tương lai của Pogba lại trở thành đề tài được quan tâm đặc biệt. Không lâu sau, tờ The Times tiết lộ chân truyền sinh năm 1993 muốn trở lại khoác áo Juventus. Trước khi về lại MU với mức phí 89 triệu bảng, tuyển thủ Pháp từng thi đấu ấn tượng trong màu áo Bianconeri. Câu lạc bộ thành Turin cũng đã nhiều lần lên kế hoạch mua tiền vệ 27 tuổi từ nửa đỏ thành Manchester. Dù vậy, khi hợp đồng của Paul Pogba vẫn còn thời hạn, đại diện của Serie A đang gặp khó trong quá trình thương thảo với Manchester United. Nhưng giữa tình thế bế tắc, hai đội bóng lại nhận được gợi ý thú vị từ huyền thoại Ian Wright. Bạn biết tôi sẽ làm gì nếu là Manchester United không? Trông có vẻ như họ sắp bán Pogba đến nơi rồi. Và nếu tôi là họ, tôi sẽ nói với Juventus rằng hãy nhả Matthijs de Ligt và Matthijs de Miral ra. Họ nên mua những cầu thủ kiểu vậy. Đó đều là các nhân tố trẻ, trang Daily Express dẫn lời huyền thoại người Anh. Cựu sao MU chia Rashford chưa phải đẳng cấp thế giới. Theo Luis Saha, cựu tiền đạo một thời từng khoác áo MU, Marcus Rashford dù đã khẳng định được tài năng nhưng vẫn chưa phải tiền đạo đẳng cấp thế giới. Nguyên nhân vì tiền đạo 23 tuổi chưa đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng như những sát thủ đẳng cấp khác. Rashford là cầu thủ tấn công đẳng cấp nhưng không phải tiền đạo đẳng cấp thế giới. Một cầu thủ đẳng cấp thế giới sẽ luôn bị ám ảnh bởi việc ghi bàn, họ sẽ nổi quạo với bất kỳ đồng đội nào không chuyền bóng cho mình cũng như tự trách cứ bản thân vì bỏ lỡ cơ hội ăn bàn. Dù vậy, Rashford vẫn còn rất trẻ và thừa tiềm năng để đạt tới đẳng cấp đó như Ronaldo, người từng thi đấu ở một vị trí tấn công trước khi trở thành tiền đạo xuất sắc nhất. Solskjaer là vấn đề của MU chứ không phải Pogba. Việc MU bị loại khỏi Champions League không liên quan gì tới Pogba. Đội chủ sân Old Trafford đánh bại PSG và RB Leipzig ở hai lượt trận đấu. Thời điểm đó, ai cũng nghĩ MU sẽ là đội bóng đi tiếp. Việc MU cần làm duy nhất lúc đó là đánh bại nốt Istanbul trên sân nhà và sân khách. Thế nhưng, MU đã tự bắn vào chân mình trong chuyến làm khách trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Istanbul đã chỉ có thể thắng duy nhất một trận tại vòng bảng, hay nói chính xác hơn, đó là trận đấu MU tự thua. Chiến thắng trước PSG và RB Leipzig, mặt tích cực đã giúp MU tự tin hơn tại bảng đấu được đánh giá là tử thần. Còn về mặt tiêu cực là MU lại tự tin quá đến mức ngạo nghễ và coi thường đối thủ. Istanbul đã từng trừng phạt cách sai lầm của MU triệt để. Chiến thắng của Istanbul không giúp họ đạt được gì sau vòng bảng Champions League, nhưng trận đấu đó đã khiến MU không thể tiếp tục hành trình tại C1 năm nay. Không chỉ với Istanbul, MU cũng mắc sai lầm ở trận đấu với PSG trên sân nhà. Tuy nhiên, người mắc lỗi lần này lại là Ole Gunnar Solskjaer. Ai cũng biết PSG là một đội bóng cáo già tại C1. Họ chưa giành vinh quang tại giải đấu này nhưng không ai có thể coi thường kinh nghiệm của họ. Hơn nữa, họ hiện đang sở hữu những cá nhân đủ sức tạo ra sự khác từ những tình huống tưởng chừng không có gì nguy hiểm. Một chút khiêu khích đơn giản của Paredes đã khiến Fred mất kiểm soát. Anh đã may mắn thoát khỏi tấm vé thẻ đỏ vì cú hất đầu của mình vào mặt Paredes. Tấm thẻ vàng đã cứu MU tránh khỏi việc chơi thiếu người từ phút 23. Sau đó, ai cũng có thể nhận thấy Fred thi đấu thiếu quyết liệt. Tiền vệ Brazil hiểu một pha phạm lỗi nữa có thể khiến anh phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai và khiến MU lâm vào cảnh khó khăn. Ole Gunnar Solskjaer đã có cơ hội để thay Fred sau giờ nghỉ. Bản thân ông cũng nghĩ đến điều đó, nhưng cuối cùng lại để Fred rời sân theo kịch bản mọi người lo lắng nhất, chính tấm thẻ vàng thứ hai. Ở trận đấu với RB Leipzig, Ole Gunnar Solskjaer xếp đội hình thi đấu với ba hậu vệ. Họ bị dẫn 0-2 chỉ sau 13 phút thi đấu. Hai bàn thua đều đến theo một kịch bản khá giống nhau. Bóng được tạt sâu về phía cột 2, cầu thủ RB Leipzig thoải mái dứt điểm một chạm mà không bị truy cản quyết liệt. Với một huấn luyện viên đẳng cấp hơn, họ sẽ thay đổi chiến thuật ngay. Thế nhưng, Solskjaer lại đợi sau giờ nghỉ. Chiến lược gia người Na Uy đã tự làm mình tốn rất nhiều thời gian và cho RB Leipzig thời gian để thay đổi chiến thuật phù hợp hơn với thế trận. Ole Gunnar Solskjaer không phải một huấn luyện viên hàng đầu thế giới, ông ấy cũng không nằm trong danh sách 20 người. Solskjaer đơn giản quả tối để đưa ra quyết định quan trọng. Nếu Zidane không thể đưa Real Madrid vượt qua vòng bảng Champions League, Real Madrid chắc chắn đẩy người huấn luyện viên người Pháp ra ngoài đường. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino hoàn toàn có thể ở đó vào cuối tuần.
MU không như vậy. Sau thất bại của MU, họ lên tiếng bảo vệ cho Sơn Sa. Một câu lạc bộ lớn không thường làm như vậy. Ban lãnh đạo MU hành động như thể họ không quan tâm tới những gì đội bóng đã thể hiện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.